Mến chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với Sơn miền Tây 83 nha cả nhà. em. Bữa nay cũng có đi chợ mua được mớ đồ về làm món cho cả nhà xem ha. Thì tham gia vô cái buổi mà quy déo bữa nay thì cũng có con gái em, gái lớn, nó không có đi học nè, nó cùng tham gia với em ha. Cả nhà cùng đón xem nha. Thì bữa nay em đi chợ đó cả nhà, em cũng mua được hai cái lưỡi heo cũng như là một cục thịt ha, thịt ba gọi với một mớ rau nè cả nhà. Thì ở đây thì nguyên liệu gồm có là rau xà lách với những cái rau thơm ha, khóm, rồi tàu hũ, bánh tráng, bún, khóm, rồi ở đây là có một chai mắm nêm ha cả nhà. Thì bữa nay em làm món bún đậu mắm này là kêu là mắm gì? Bún đậu mắm nêm nha cả nhà. Tại vì em thì không có biết ăn mắm tôm, thành thử ra không có làm mắm tôm ha. Bữa nay em làm món bún đậu mắm nêm, cả nhà cùng đón xem nha. Rồi bây giờ em bắt đầu nhúm lửa lên để chặn miếng thịt với cái lưỡi nha cả nhà. Lửa cũng đã cháy rồi nha cả nhà. Em để thịt lên ha. Em chần sơ chút xíu, em cạo lại ha. Chần sơ rồi cạo lại cho sạch. Ở đây em cũng có chuẩn bị là gừng với hành tím để cho nó khử mùi mùi tanh của thịt đó nha cả nhà. Mình luộc sơ, mình chần sơ qua xong rồi chút xíu á mình cạo lại với nước sạch cái nữa ha, rồi mình mới cho lại vào mình luộc ha, mình mới nêm nếm được. Còn cái này là giống như là mình chần thôi, chần bỏ nước. Trời, con gái giỏi quá ta, biết lặt rau nữa ta. Trời ơi, để ba lặt tiếp nha. Tự lặt hả? Rồi hồi có biết rửa không? Hồi có biết rửa luôn không? Trời ơi, lặt cho kỹ nghe. Cái nào mà vàng thì con bỏ nha. Tàu hũ sau khi mình cắt mỏng rồi mình đem đi chiên cho nó vàng lên nha cả nhà. Để hồi gói cho nó dễ. Giờ thì nó cũng vàng rồi nè cả nhà. Em gấp ra nha. Nó vàng đều như nè, hồi cuốn vô cái bánh tráng ăn nó giòn dữ lắm. Sau khi mình chần bỏ nước đó cả nhà, thì mình cạo cái lưỡi, mình vệ sinh cho nó sạch ha, cạo cho nó hết những cái màu trắng bận bận đó bỏ. Rồi bắt đầu là mình bỏ vô cái nồi nước mới để mình luộc cho nó chín luôn nha cả nhà. Thì đợt này thì mình để một tí muối với một tí bột ngọt vô cho nó vừa ăn cái miếng thịt ha. Cái này mình đã chần sơ rồi, thịt mua về là mình phải chần vậy đó cho nó sạch ha. Bây giờ là coi như là mình để một tí muối, một tí bột ngọt vô để cho nó có cái gia vị ha. Tí muối, tí bột ngọt, rồi xong. Bây giờ là đợi cho nó sôi lên rồi chín thì mình cắt ra thôi.
Món này thì cũng đơn giản, dễ ăn. Trong cái khoảng thời gian mà đợi thịt với lưỡi nó chín đó cả nhà, thì bây giờ em bắt đầu chế biến mắm nêm ha. Thì cái món mà thịt cuốn bún này nè, bún đậu mắm nêm này nè cả nhà, thì nếu mà muốn ngon á thì cái nước chấm á là quan trọng nhất ha. Tại vì cái nước chấm là nó quyết định là ngon hay không của cái món của mình á. Chứ thịt luộc thì ai cũng biết luộc, còn cái mắm nêm á là không thể thiếu, là cần có là sả ha. Mắm nêm này nè là đi kèm là phải có sả rồi ớt ha. Cái nguyên liệu chính của nó là sả, ớt rồi khóm với một chai mắm nêm ha, rồi kèm với đó là đậu phộng nữa ha. Mình nêm sao cho vừa ăn, tại vì dân miền Tây á thường là thích ăn ngọt. Mình thử ra là mình thêm đường hơi nhiều, mình bầm ra cho nhuyễn ha cả nhà. Nếu mà ở nhà của cô chú nào đó có cái máy xay sinh tố á, mình để vô xay cho nó lẹ. Còn nhà em không có thì em bắt buộc em phải bầm. Cái này là mình cũng phải là vô là xào cái mắm nêm lên nữa nha cả nhà, chứ không phải là để vậy rồi trộn vô là ăn được đâu nha. Tại vì nó, nếu mà ai ăn không quen thì nó cũng tanh á. Mình xào lên mình có sả có ớt nè, nó cũng bớt đi cái mùi tanh. Thì bây giờ thịt với cái lưỡi á cả nhà cũng sôi lên rồi nè, thì mình hớt cái bọt này bỏ ha. Tại vì cái nước súp này đó cả nhà, thì em lấy ha, tại vì em cũng có nêm nếm ở trong này rồi. Cái nước súp này sẽ làm canh, làm súp cho những cái đứa nhỏ đó, con của em á cả nhà. Mình vớt tí nước nó trong vậy là được ha cả nhà, nó không có còn bọt là được đó. Ba là vui vẻ chưa? Em mời cả nhà cùng dùng với cha con em nha, cùng cuốn bún chấm mắm nêm nha cả nhà. Mắm nêm mình để ớt với sả vô vậy nè, nó át cái mùi tanh với lại nó thơm ngon lắm. Con dám ăn mùi tanh đâu. Vì sao không dám ăn mùi tanh hả? Con em thì nó không ăn được mắm nêm, thành thử ra là nó ăn cái này là tương cà. Ở đây em có bầm chén ớt nè cả nhà, đỏ ao nè, em để vô nha. Sushi ăn ớt không? Không. Không ạ. Ăn cái này có ớt á, nó mới không có tanh. Để miếng đậu phộng vô nha cả nhà, có đậu phộng cho nó bùi bùi cho nó ngon. Cái nước chấm này nè mình làm giống như cái nước chấm của mà bò nướng ngói á cả nhà. Bò nướng ngói? Ừ, con ăn bò nướng ngói rồi mà phải không? Không biết, không quên bò nướng ngói à. Em mời cả nhà cùng cuốn với em nha. Ăn cái này rau nhiều mới ngon cả nhà. Con chỉ ăn hai thứ này à, chung cà. Con cuốn đi, để thịt vô cuốn đi. Không, không ăn thịt. Ăn đậu hũ hả? Đậu hũ này em chiên giòn khấu luôn nha cả nhà. Mình để vô đây nè, mình chặt vô đây mình gói. Ba có ăn lưỡi heo không? Lưỡi heo ngon lắm nè. Không, ba coi chừng bóp ra mỡ á. Sao mỡ nè? Cái đó thịt ba gọi là nó phải có mỡ rồi con.
nên ba nhớ bỏ mỡ nha. Ăn mỡ vô là bụng mỡ á. Vậy đó. Trời ơi. Em mời cả nhà cùng dùng với em nha. Mời cô chú anh chị nha. Ngon quá. Nói chừng ba ăn dính cục mỡ á. Ăn dính cục mỡ rồi sao? Bụng mỡ. Ăn dính cục mỡ là có bụng mỡ hả? Dạ. Tàu hủ giòn không con? Dạ giòn. Coi chừng rớt à. Lúc đầu là nó mềm lắm, bây giờ nó giòn. Đừng có bày nha, bánh chén. Cái này cả nhà, cái tàu hủ á thì nó tạo độ giòn thịt nè, rồi lúc đầu mềm lưỡi heo thì nó dai dai ngon lắm. Lúc đầu mềm bây giờ là giòn, quá độc lạ. Quá độc lạ hả? Dạ. Lúc đầu mềm bây giờ là giòn. Lúc đầu mềm xèo à. Hai cha con làm cũng một buổi á. Buổi sáng. Ừ. Cuối cùng mới giờ này mới ăn. Ngon, ba làm ngon không? Dạ ngon. Ngon, ngon hơn ở tiệm 5 sao nữa. Ừ. Cái nước chấm á thì em làm cái nước chấm của bò nước ngói. Còn cái này á thì giống như là bún đậu mắm tôm á cả nhà. Cái này thường là người ta chấm mắm mắm tôm. Còn có chỗ thì người ta chấm mắm me. Em thì em chấm mắm nêm á cả nhà. Mắm nêm này thì người ta chiên dùng cho bò nướng ngói. Cuốn cái thứ hai. Sushi ăn được mấy cuốn? Con nhắm con ăn được mấy cuốn? Con ăn được mấy cuốn cũng được. Ăn cho no nha. Dạ. No mới ngủ được. No ngủ mê luôn. Cái chân đít cục mỡ nha. Đâu cái nào mỡ lấy cho ba coi. Cục mỡ nè. Bỏ vô. Mỡ cái nào không ăn đó bỏ vô đây cho ba. Vậy là ba bùng. Rớt rồi, bỏ đây. Lấy khác đây. Dính áo rồi. Không sao, mình hồi giặt. Giặt nó có ga không vậy? Ga mà, cơm cà mà, đâu có sao. Tập cuốn đi. Dạ con biết cuốn rồi. Biết rồi hả? Dạ. Con chỉ biết tập cuốn bằng bàn nhưng mà đâu có gì đâu. Cái cuốn của em cuốn là khổng lồ luôn á nha cả nhà. Vừa cầm cái tay luôn á. Cuốn nhỏ nhỏ ăn không đã. Con thì ăn có chút xíu à. Cuốn bự bự như nè, chấm ăn mới đã nha. Rồi em mời cả nhà cuốn thứ hai nha. Con ăn cuốn thứ tư rồi nè. Đây là cuốn thứ tư. Hồi nãy là cuốn số 3 nha. Cuốn của Sushi là cuốn tí hon. Khổng lồ tí hon. Ăn mỡ. Cái món này mà không có tàu hủ á, nó không ngon đâu cả nhà. Nó không có giòn. Mai mốt mua tàu hủ về làm bánh chén cuộn. Tàu hủ sao làm bánh chén cuộn? Thì là đây nè. Nè bánh chén cuộn nè. Ăn cái này rau nhiều nó ngon. Coi chừng gớt giống nãy đó nha. Con cuốn rồi con bỏ đũa xuống đi. Con cầm bằng cái tay cho dễ nha. Con hết cầm đũa, con quen đũa rồi.
mà cơm phê khó gấp đũa lắm. Thì cơm phê nhỏ. Cái món này là cả nhà, mình ăn nó đỡ ngán lắm, tại vì nó có rau nhiều quá. Cơm phê cái mùa này là hết ăn rồi. Đồ thì đồ luộc, ăn nó đỡ ngán hơn đồ chiên. Thì cái này đồ chiên nè. Ừ. Chiên nhưng mà nó giòn, nó ngon. Làm cuốn nữa cả nhà ơi. Em ăn cái này chắc cỡ khoảng 6 cuốn mới no được. Là ăn tới 11 cuốn. Dữ vậy sao? Mời cả nhà nha. Sao ba mời hoài vậy? Mình ăn á, mình phải mời người lớn. Biết không? Giống như con ăn rồi, con mời ba với má ăn gì đó. Là chị Tú với anh Thái Lô cũng mời. Sáng gì với bác Hai kìa, cái ông nội nữa. Đúng rồi. Mà lúc có câu với em ghi là mời em ghi câu luôn. Tới đây thì em sẽ ra nhiều cái clip vlog hơn. Là dân đó con, là tầng lớp xã hội á, có người xấu người tốt tùm lum đó, người ta kêu là xã hội. Là ở trong trường con có cô tự nhiên xã hội nữa. Ừ, môn tự nhiên và xã hội. Là cô đó có vô học với ba không? Sắp tới đây em sẽ ra clip sinh tồn ha, người thử thách đi bắt cá. Nói chung là về cái diện quê lóc đó cả nhà, giống như ẩm thực đồng quê, rồi giống như những cái món ăn dân dã vậy nè. Làm thì làm nhiều vậy đó cả nhà, chứ mà tới lúc ăn á thì 6-7 cuốn là no. Làm nhiều vậy đó, có khi là chắc sáng mình ăn không hết, chắc chiều mình ăn luôn, chắc chiều mình khỏi làm. Rồi cuốn số 7 nha. Cái này ba mới cuốn số 4 à. Xì cuốn số 7 rồi đó hả? Ủa con dữ quá ta. Cuốn để thịt vô con. Sao để thịt? Ăn thịt vô nhỏ có mỡ không? Mỡ sao? Cái cuốn siêu to khổng lồ là sushi. Bể bánh tráng hết trơn. Cuốn một lần cho đáng nè cả nhà. Cuốn cho bự. Bể rồi phải đắp cái khác vô không được. Tại vì nãy em quên em để rau dưới á, rau nó còn dính nước á, thành thử ra nó bể bánh chán. Rồi cái cuốn xấu quắc luôn. Thôi đừng có dỗ bạn. Để bánh chán nhiều quá thì nó dai. Còn mình để rau dưới á thì nó nở cái bánh chán, thành thử ra nó bể. Cuốn vậy nè, một cái cuốn là bằng người ta ba cái cuốn của người ta đó cả nhà. Bự á. Ngon quá. Sao lại lấy đũa ra vậy? Sao lại lấy đũa ra? Lấy đũa cho con gấp. Ba. Rồi ba dễ hết
ăn này không? Ngon quá. Ngon chút xíu bà. Bà phun lửa ra cái mặt con gà nha. Cho biến hình gà nướng luôn. Tính ăn 6 cuốn mà bây giờ 4 cuốn là no rồi cả nhà. Cái gì vậy? Con chấm nè, chấm tương cà. Cái món đậu cuốn cuốn này cả nhà, mình được đông người một tí á, mình tụ họp lại mình ngồi mình cuốn á, ăn nó mới vui. Món này có cha con em à, ăn hồi ngán. Ăn đâu có ngán đâu. Ăn không ngán hả? Ăn hồi no, lộn, ba nói lộn. Làm cái nữa. Ba ăn thêm một cái nữa nghe. Ăn quá có thì ăn. Không sợ hết hả? Ba ăn rồi hết của con rồi sao? Không sao. Không sao đâu hả? Ủa? Hai cuốn mà ba. Mình mua về nhà mình làm ăn vậy nào cả nhà. Nó vui với lại nó ngợi hơn. Đi quán á, nhiêu đây là người ta làm ra biết bao nhiêu phần cho mình ăn á. Còn cái này mình mua về mình làm nó ngợi. Giống như cả nhà gia đình mà đông đông á, mua cái này nè, cuối tuần á, ngồi cuốn vui lắm. Cùng ba người nhưng mà má mình có ăn. Nó ăn sao? Một cuốn này nữa chắc đủ rồi cả nhà ơi. Cuốn thứ 5 mà. Rồi ơi, tới không kiểu rồi. Năm cuốn à. Là no à. Ăn được nhiều cuốn không ba? Cái cuốn của con là cái cuốn tí hon. Con ăn 12 cuốn luôn. Chữ gì vậy hả? Con muốn ăn 12 cuốn. 13 cũng được. No luôn cả nhà. Năm cuốn của em là bằng của người ta chắc cỡ 10 cuốn á. Tại vì cuốn bự bự không à. Gấp đôi cái cuốn mà người ta bán cho mình á.
đây phần cuốn. Thôi thì clip em cũng dài cả nhà. Em xin khép lại video tại đây ha. Thì cả nhà có mến em á, cho em xin một lượt like cũng như là một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho em ra được thêm nhiều clip nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cũng như là ủng hộ kênh em. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Em chào cả nhà nha. Yeah. Chào cả nhà đi con. Chào cả nhà.